con về cui luôn nha anh em. Anh em gần xa đang xem kênh Tùng gã xe của Nguyễn Hùng với Long. Hôm nay em sẽ tiếp tục gửi đến tất cả anh chị em là phần tiếp theo của xe em trai ở Khánh Hòa nha em. Thì cái lốc số thì cũng đã vệ sinh xong rồi nha em. Đó là F110ME0041060 ha. Đó, tại xe này nó có gã máy một lần rồi nha em. Đó, thì nó cũng đã bắn cát đầu lòng này nọ thì em cũng đã vệ sinh ha, chưa có cạo gòn nha. Nó còn zin nè. Đó, chuyện qua nó chét keo thừ lư hết trơn nha em. Đó, thì nào em vệ sinh ha. Thì cục máy thì em trước khi bàn á, thì em trai cũng chịu đồng ý ha nè. Đó, mua cục máy bích của không đề nha nè. Mua cục máy bích không đề. Đó, mua cục máy bích không đề thì về mình sàn nha nè. Đó, mình sàn cái lốc số nãy mới á, đem qua đây. Tất cả những cái đồ ở bên đây á, gồm có bật đạn nè. Đó. Bánh đỡ, bánh tăng rồi ha. Mình sàn qua bển thì xin cam thì bắt buộc là phải thay nha nè. Tại 20 mấy năm rồi. Đó. Thì clip trước thì cũng có... hai cục máy của anh trai ở Khánh Hòa cũng gỡ xuống làm thì về là anh trai nó cục máy sau á là thay sinh cam nó im hơn cái sinh cam trước, tại cục máy anh trai mua đâu có rẻ đâu, 30 mấy triệu, em giữ lại cái sinh cam zin nhưng thật sự về nó không ngon bằng cái sinh cam thay mới, tại anh em nghĩ đi 20 mấy năm rồi nên bắt buộc cái cục máy này em sẽ thay sinh cam mới luôn. Đó, còn lốc lửa thì của cục máy kia sàn qua với củ đề đó em vệ sinh sàn qua, còn lốc nồi thì cũng này bung ra mình sẽ sơn lại cho khách. Nó ghi cục máy này nó đẹp lắm nha anh em. Đây. Đó, trước khi vô gã cục máy này ra thì gã cục máy này ra cũng như cái clip cái mấy clip kia thôi. Đó. Thì trước khi em sẽ quay cái đầu bò cho anh em xem trước này ha. Nè, đó. Ổn thiệt anh em ơi, con bị mớp ổn thiệt ha. Đó, thì những cái ốc này á, thì em sẽ bung ra nha em, ốc này giờ hết cứu rồi nha em, sẽ bung ra sẽ vệ sinh cho khách nha em và gam lại cho khách ha, nắp xúc bắp nè, chưa một lần chỉnh nha em, ốc đầu bò chưa có dấu mỡ nữa nha em nè, đó, thì đây em sẽ làm ra vệ sinh cho khách ha, đây gòn mộng là chưa ok nha nè. Đó. Lốc số bên kia sẽ bỏ nha nè. Đó, không xài tới nha. Lốc nồi nó có nổ ha. Sao chứ. Đây. Nè, đầu lòng cực kỳ vip nha nè. Đó. Thôi bây giờ mời tất cả anh chị em là theo chân em đi là mở cục máy này ra vệ sinh nhẹ và bung ngược ra để sàn vô cái lốc số này nha nè. Đó. Đó, mở bốn ốc đầu ra rồi ha. Đó. Ốc này anh em thấy không. Đó. Này mới lấy thùng dỗ nha nè, dỗ cho nó tức ra nha. Đó, tức. Đó, mình sẽ mở ốc bên đây ha. Đó, hên em ơi, gòn nó dính anh em ha, gòn nó dính ở bên cái đầu bò là ok ha. Đó, đỡ cái tốn tiền gòn đây nữa nha nè, bao đẹp luôn nha anh em. Đó, đầu là mở con ốc dưới này ha. Đó, những cái ốc bên bụng giữa đi ra mà luôn ha. Đó nè. Quá đẹp luôn em ơi. Úp dên nè. Trời ơi. Như cây kiếm. Mẫu số thì miễn bàn.
đã lấy ra nha, nó gạch gòn ha, thay gòn khác nha nè. Hai mấy năm rồi, bánh lòng thay, xin cam thay ha. À, trái bê tông nè. Quá đẹp anh em ơi. Nó chỉ hé cái ắc cái gì, à, mình lấy ra xong mình đẩy vô nha nè. Giờ đẩy chai bê tông này vô nha anh em, đẩy vô. Ở trong này đẩy không có lực, mình đưa ở ngoài đẩy nó lực hơn. Nè, KFL nữa đó ha. AGT nè. Đó, cũng đã bung ra rồi nha anh em. Đó, dên cực kỳ whip anh em ơi. Đó, tuy cái má dên này nó không được ẩn vàng nhớ chung máy này nó đi nhớ sạch nha anh em. Cái độ gơ tai dên cực kỳ ít nha. Đó, nó dung mà dơ mà chỉ có dên ép lại nó mới cứng thôi. Một số quá đẹp luôn, còn dính mặt đạn kìa anh em thấy không? Đó, bây giờ sẽ cạo gòn ra nha nè, cạo gòn bên này ha. Còn cái bộ nồi thì thôi miễn bàn nha nè, đây bộ nồi như cái kiếm. À, anh em thấy cái sập nhông không, như cây kiếm nha nè. Bộ nồi đi này là bao bắt cho anh em ha. Đó, nhông thì miễn bàn, như cây kiếm này mà ui trời, đồ là như hết sảy và chét. Giờ là tiến hành cạo gòn nha nè, dấu mực còn hết trơn nè, anh thấy không? Đó, cuối cùng thì cũng đã cạo gòn zin ra xong nha nè, đây à. Xé nhôm là anh em xem nè ha. Đó, bây giờ là lấy giấy nhám nhuyễn chà nha nè. Lấy giấy nhám nhuyễn 1500 nè, chà mặt này ha. Đó. Đây em gáp xe máy là không có chất keo nha nè, mà mặt nhôm là thẳng băng nè, anh thấy không? Đó. Bây giờ vệ sinh những cái cặn dơ ở trong đây nha anh em. Nè anh em thấy không? Đó. Đây không có rửa nha nè, vệ sinh là cạo gòn rồi mình lắp gòn tồn vô thôi nha. Đó. Rất là dơ nha anh em. Cùng thì em cũng đã cạo gòn xong hết hai bên cái lóc ha. Đó, cái này là bụng giữa nè. Đó, bụng giữa thì em không có bung cái bộ nồi ra, để bộ nồi zin, bộ số zin và úp ngược cái lóc số vô nè. Đó, hai bạc đạn bên của cái lóc bơm nhớt, cái lóc số không đề ha. Đó, bao ha. Đó, giờ là tiến hành, bây giờ là úp vô nha nè. Đào giọt vô nha nè. Đây, vô. Đây, con này con tồn vậy nè, nó chữ H nó đây nè.
tiến hành em sẽ cạo gon zin nha, cạo gon zin của cái cục máy không đề ha. Gon này cạo nó trần thân nha em, chứ không phải dễ ăn ha. Giờ là tiến hành vô đầu lòng nha em. Đó, đầu lòng đã cũng đã cạo gon hết rồi nha. Đó. KFL này ha. AGT nè. Đó. Đó là cục máy ha. Bằng phẳng hết ha. Đó, cho gon vào rồi nha em. Hai cái ắc luôn. Đó. Tiger cực kỳ ngon nha em. Đó, sau một hồi đắn đo gửi hai gon, một gon Việt Nam và một gon tồn cho em trai ha, thì em trai quyết định chơi gon tồn nha nè. Đây nó có chữ chữ H dạ quang nằm đây nha nè. Đó nè, thấy không, nó nằm ngay đây nha nha nè. Nó gon Việt Nam á, thì để em đây lấy gon Việt Nam để phân biệt trên đây cho anh em xem luôn ha. Đây gon Việt Nam nha anh em. Đó. Gon Việt Nam nó mỏng hơn. Đó, những anh em nào mà gáp xe về dòng quay thái 110 này, xài gon này và gon này thì anh em sẽ phân biệt xa, rất là xa nha anh em. Đó. Keo nè, nó cũng khác hơn luôn nha anh em. Đó thì bên đây nó sẽ mặt xanh này. Còn cái Việt Nam á thì nó mặt xanh khác nha anh em. Đây. Nó mặt xanh khác nha anh em. Đó. Đó, cái gon này là gon tồn nha anh em, nay trang như theo xe ha. Còn này gon zin của Việt Nam ha, mặt xanh nó khác nha anh em. Đó, gon này có mấy chục thôi, gon này trên triệu mấy nha anh em. Đó, bây giờ khách bắt đầu là chơi gon này nha anh em. Đó, đây. Em thấy không? Đó. Xài một lần là bỏ nha nè. Đó, đây đây nè. Đó. Đây còn tồn nha nè, tiến hành vô nha. Thì hai cái gô có hết trơn rồi nha nè.
Cũ á, xài ống 6 lô và lò xo lô ha, giờ ống 6 zin của bên cục máy không đề nha anh em. Máy luôn nhìn đi, xe bình siêu băng. Cũng mới ra gam về ha. Đó, thì bây giờ sẽ mua cái nhông theo xe đẹp và cái ổ theo xe đẹp nha em. Đây nhông nè, đó nhông theo xe. Nhông là bao quýp nha, nè, mặt là láng ừ nha. Đó. Đây ổ đăng đề 110 ha. Đó. Giờ là tiến hành đóng vô nè, có đạn nè, đó. Đó, lò xo zin. Móng zin luôn nha, móng dài, móng to nha. Đó, đạn cũng đạn to luôn. À, tiến hành vô nè. Đó, đã vô ổ đạn đề ha. Đó, cạch mực sẵn cho khách luôn nữa nè. Ổ là bao quýp nha nè. Ổ là bao lúng luôn. Qua lăng nè, qua lăng giờ cầm tay thoải mái nha nè. Tại qua lăng này gam rồi, không có đến nổi ha. Đó. Nhông đề nè, phốt zin luôn nè. Đó, mặt láng ừ nè. Đó, bây giờ là tiến hành vô này nha nè. Ở trong khi chờ cụ đề giờ mình vô trước đi. Đó, cụ đề tiễn được cho em trai ở Nha Trang ha. Gam zin cực kỳ whip nha nè. Đó, tầm này nó cũng trên 8 điểm rồi nha nè. 500 zin nè ha. Đó. Đầu lam cực kỳ dày ha. Đó. Đế zin thằng to luôn nha nè. Đó. Vô thang zin luôn. Mã là 0XBN ha. Đắt 2000 nha anh em. Rồi, tiến hành vô lên cục máy thôi anh em ơi. Rồi, tiến hành bây giờ vô cụ đề anh em ơi. Đó, nghiêng ha, nghiêng và đưa cái cổng sinh đề vô là xong. Đó, hồi cũ xe của em đi nhông 14 nữa ha. Đó. Bây giờ sẽ lên nhông 15 cho em ha, em trai Khánh Hòa. Đi là bao whip cho em ha. Đó. Đó, thì ba miếng lốc thì cũng mới em đi lấy về ha. Nay cũng gần nửa tháng rồi nha, từ hồi gửi tới hồi đi nhập về cũng gần nửa tháng. Ha, người ta sơn kỹ em mới gửi đi sơn, còn sơn không kỹ thì em không có gửi đâu ha. Thì hai chiếc xe này nay cũng đợi miếng lốc này cực kỳ là lâu rồi, lên em cũng mới lên máy sáng ha. Đó, thì hai cặp lốc mới về em coi nè. Đó, người ta sơn nè. Lốc zin nha, thì đây em cạo gon hết trơn rồi em mới đưa đi sơn nha. Đó, thì cái xe khách này thì ở Khánh Hòa thì cũng báo với khách ha. Đó, chơi gon hai mặt xanh, tại còn hai bên thôi, nắp lửa nắp nồi. Đó, thì chơi gon zin Việt Nam được rồi ha. Đó.
Đó, còn bên kia cũng vậy luôn nha, nó bên kia cũng vậy luôn. Thì cái cục máy của xe anh trai ở Sài Gòn thì cũng đã xong rồi, hôm nay mới test xe gì đi, là nói chung là mình sẽ tốn tiền nhiều thì cục máy nó sẽ đi ngon hơn lúc đầu ha. Bây giờ em sẽ tiến hành vô như này, vô chiếc xe em trai Khánh Hòa trước, tại em này đưa là trước nhất, rồi tới cái em Trà Vinh, rồi mới tới anh trai ở Sài Gòn. Nhưng anh trai Sài Gòn tại ba miếng nắp nó là sơn zin nên em đã làm trước ha. Còn đồ sơn là lâu nhất nha anh em thông cảm về đồ sơn nha. Chỗ em gửi sơn là người ta rất kỹ nên đồ sơn nó hơi chậm trễ, mong anh em thông cảm nha. Làm xe ở chỗ em, anh em nên nhớ là đừng có hối ha, thông cảm cho nhau ha, để hoàn thiện một cái cục máy như thế này nha. Xe này là chỉ làm hai cục máy thôi nha. Đó, rồi mời tất cả anh chị em theo chân em đi tiến hành vô cặp lốc cho em trai ở Khánh Hòa ha. Đây đó, lửa thì cũng mới đưa vô xong ha, KGD nha anh em, 26590 ha. KGD này đã tách mát sẵn rồi nha anh em. Bắt đầu là tiến hành em sẽ lấy keo ha, lấy keo em sẽ chét ở đây để cho nước nó đựng vô nha anh em. Đây là gòn zin hai mặt xanh Việt Nam nha anh em. Đó, để có cái acro trên đây ha, acro dưới đây ha. Mở vô nha anh em. Vô ốc nha anh em. Đó. Tì thầm nhớ dư gòn ha. Nhớt này đi là bao im nha anh em. Đó, vô đúng 1 lít nha. Đó, xe cũ thì mình xài 1 lít được rồi nè. Khui khui tem nè. Đó. Đó, nè thấy không?
Hoa lên cho em trai ha, 4 móc nền máy ha, số 10 nha, Long Đền que dính luôn nè, hồi cũ lóc luôn ha. Nó nằm đây nha nè, nó bắt vô hai cái nền máy ha. Long Đền nè, nó không xúc nha nè, nó thứ xe nhà em đang xài ha, trăm mấy em bộ thôi nha nè. Đó, lên cục máy là cực kỳ đẹp ha. Đó, dây xăng nè, hồi cũ nè anh em thấy không, nó không tới nè ha, và nó chai cứng luôn nha nè, nè cứng ngắt luôn rồi nha nè. Đó, bây giờ phải thay nha nè, dây xăng thừa nha, đây xẻ bịch thái nha. Đó, bao whip cho anh em. Dây này là dư sức tới nha nè. Đó, nè. Đó, dư sức luôn ha. Nó còn cái phe nữa nha nè. Đó, cục máy thì cũng đã sắp hoàn thành rồi ha. Báo khách này nọ thì khách kêu thay hay. Cục thùng của các chân trước nè. Cái này là của thằng GX110 nè. Cái mã sọc á ha. Và thay cái cục đúng lại của con quay game nè ha. Made in Thái Lan rồi nha. Đó. Viên phần nữa là khách kêu thay cái chụp luôn. Đó, chụp là chụp theo xe VIP ha. Thùng này dẻo dẻo nè. Cái thùng này nè, nó nằm lúc ở trong đây nha. Cái nhíp ở trong nó vẫn còn luôn nha. Một hồi em sẽ chèn hình ảnh cho tất cả anh chị em và chủ xe xem luôn ha. Chụp này là bao VIP nha, vô cực kỳ ít nước. Vô nó nhìn đẹp liền nha. Đó. Rồi thì cái phần cục máy của xe em trai ở Khánh Hòa thì cũng đã xong nha anh em. Đó, thì đây em sẽ quay sơ lược cho anh em xem ha. Những cái giây phút trước thì anh em cũng biết rồi ha, thì cục máy chỉ giữ lại được cái hoa lăng và cái lốc số thôi nha anh em, với cái lốc lửa ha. Đuôi cá thì mình đổi với cái bên cái phần cục máy không đề nha anh em, và cái nắp nồi mình tiễn nắp nồi nào đẹp thì mình giữ cho cái cục máy này ha. Thì xe này thì em trai á, túi tiền tới đâu thì mình sẽ dọn tới đó ha. Thì nó cũng còn cái dàn chân, nói chung là xe này còn vô rất là nhiều đồ ha. Thì em trai á nói thì làm được tới đây ha, phần cục máy trước đi, còn cái phần dàn chân thì để chập sau đi ha. Thì cục máy thì cũng mười mấy triệu, nên bán đồ dùm cho khách cũng được 4.470.000 là bán cái phần cục máy không á nha anh em. Thì chạy ra cái bù tiền cục máy mua tầm có, nói chung bù có 10 triệu thôi nha anh em. Đó, ví dụ bù có 10 triệu thôi mình đổi lại được cục máy bít ha, nó ngon nha anh em. Đem đề cho anh em xem ha. Đó, đề rất là nhẹ nha anh em, máy là cực kỳ im ha. Đó, tại gan ti thì em sẽ chỉnh lớn nha anh em. Đó, bánh xe cũng giật giật nè. Đó, thì bây giờ xe này anh em nhìn cái xác xe anh em cũng biết rồi. Đó, thì gửi xuống em, chỉ làm cục máy thì em làm cục máy thôi. Đó, thì cũng sửa cái, tại mình tháo cái làm cục máy thì liên quan cái gác chân hai tầng thì em nó sửa lại ha. Đó, chủ xe cũng vô thêm mấy món đồ ha, cho nó chuẩn zin nha. Đó, phụ đề là anh em nghĩ đi, nhìn phụ đề cực kỳ VIP. Nói chung là xe này cục máy dọn tầm mười mấy triệu nha anh em, tại mình bán đồ cũ cũng được mới nữa ha. Cục máy bây giờ em trai về nói chung là chạy không ngon, không lấy tiền ha. Đó, xe đang nổ gan ti luôn nha nè, nó đầu lòng nhôm đẹp luôn ha. Xe này like rất là nhiều nên thì không có đụng chạm tới nha nè. Thì chuẩn bị qua bên phần cục máy của xe em trai và Vinh ha, xong cái cục này thì sẽ tiến hành cục máy nữa nha nè. Đó, cục máy của xe em trai ở bên Cần Thơ, mua xe này ở Vĩnh Long cũng có làm rồi nha, nhưng đưa xuống em làm lại ha. Đây, em xin nhắc lại luôn nha, đặc biệt là bên em là chỉ chuyên một dòng quay thái thôi nha. Đó, cũng có rất nhiều anh em nói chung đưa cái lốc số mà lốc số không phải quay thái thì em không nhận, mong anh em thông cảm, đừng buồn em ha. Em chỉ nguyện một lòng chết vì quay thái cho 10 nha anh em. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Em mà muốn mà đưa xe cho em dọn á, thì anh em hãy xem kỹ những cái clip ở trên YouTube em có đăng ha. Rồi đó là tiến hành alo qua số điện thoại em có chèn bên phải màn hình nha anh em.
đó, để nói chuyện trực tiếp cho nó dễ ha. Rồi cái phần clip cục máy của em trai ở Khánh Hòa ha, tuy cũng khá dài nha anh em. Đó, cảm ơn tất cả anh chị em gần xa đã xem tới cái giây phút này ha. Để em test xe chừng vài ngày nữa để coi nhớt nhau nó có ok không thì em sẽ giao cho khách nha anh em. Đó. Rồi clip tới đây em xin kết thúc nha anh em. Chúc tất cả anh chị em gần xa xem clip của em vui vẻ. Nếu thấy clip hay, huệ mến kênh phục tùng của em, hãy ủng hộ một like, một đăng ký kênh nha, để em có động lực ra những video tiếp theo để phục vụ anh em đam mê dùng quay thái chứ 10 ha. Rồi hẹn tất cả anh em những clip tiếp theo nha.